nâng mũi, chết não, cấy mở thái dương, đột quỵ, tiêm filler gặp biến chứng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gần đây trên báo chí đang đưa thông tin là trong vòng chỉ 4 ngày mà đã có 3 ca tai biến phẫu thuật thẩm mỹ tại các phòng khám. Ngày nay, việc phẫu thuật thẩm mỹ trở nên rất là phổ biến. Và đối với các chị em thì việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ gần như là ai cũng có thể tiếp cận được. Vậy nguyên nhân của những tai biến là gì? Việc thực hiện những cái phẫu thuật thẩm mỹ ở những cái cơ sở không uy tín đối với những bác sĩ chưa có kinh nghiệm và thậm chí không phải là bác sĩ, đây gần như là cái kết chắc chắn là một cái biến chứng sẽ xảy ra. Đó là vì sự thiếu hiểu biết, đó là vì những cái chiêu trò quảng cáo của những cơ sở thiếu uy tín đó. Và làm sao để chúng ta phòng ngừa những cái biến chứng này? Đầu tiên, cơ sở phải đầy đủ trang thiết bị, bác sĩ phải có đầy đủ chứng chỉ hành nghề và được đào tạo bài bản, có thông tin rõ ràng cụ thể, bệnh viện phải niêm yết đầy đủ các dịch vụ cũng như là bán giá trên website của mình. Ở bệnh viện thẩm mỹ Gangu chúng tôi còn có một đội ngũ chăm sóc cho khách hàng, kể từ bước đầu là bước tư vấn cho đến việc khám sức khỏe, tư vấn làm đẹp, thực hiện phẫu thuật cho đến chăm sóc hậu phẫu, tất cả đều theo một quy trình khép kín. Và không chỉ trực tiếp mà chúng tôi còn có thể hỗ trợ cho khách hàng online. Đó là lý do vì sao làm đẹp ở bệnh viện thẩm mỹ Gangu vừa đẹp vừa an toàn. Đến Gangu nâng mũi để xinh đẹp và tự tin hơn.